Ôi, mẹ 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 Xin chào ông bà cô chú anh chị, quay trở lại với nhà thí Yuri ở Phần Lan. Hôm nay là ngày đầu tiên mà hai em bé sẽ đi nhà trẻ cả nhà. Xin chào tất cả mọi người, chúng ta sẽ Đây là ngày đầu em Bon và Moon sẽ đi học. Vivi ra đây nè. Vivi không đi à? Vivi ở nhà hả? Ok, thế mẹ đi nhá. Đi không không? Ôi dồi. Mang xe múc. Mang xe múc á? Ở trường có xe múc rồi. Hả, đứng lên con, đứng lên đi. Đưa chìa khóa cho mẹ nè. Ở trường con có xe múc rồi, ở trường bạn bè có xe múc rồi, không có mang xe lên được. Did you talk if he can bring his cohortory or something? Ở trường có rồi, không cần mang nữa. Okay, mang một cái. Okay, mang một cái thôi nhé. Ơ, Vivi sao tháo bao tay ra rồi? Xinh đẹp này. Xinh đẹp này, cho tháo bao tay ra. Đưa cả chiếc kia nữa, đưa cho mẹ. Hôm nay ra ngoài trời chơi là không được tháo bao tay ra nha chưa? Nhớ chưa? Đi thôi. Mình bắt đi tập bài lại. Let's go. Đi cho mang ba lô đi. Mang ba lô của con đi. Cầm đi cùng nhá. Đúng rồi. Đi. Ủa nặng quá hả? Ủa nặng quá. Con lô to hơn nữa. Ôi dồi ôi. Con đi con. Baby A. Đừng có đi vào nước con chưa. Ê. Đúng rồi. Thôi đi đi, không có đi vào nước nha. Em không đi vào nước. Ừ, em muốn đi, đi đi con. Nó cứ thấy vụng nước là nhảy ung vào. Thôi đi thôi. Đi nào con, Mimi. Đó, có thể bình nước nào rồi, anh nhìn nữa đâu. Đi thôi, được rồi, được rồi. Tút tút tút. Bon ơi. Mẹ nhận này. Này, nếu đi học á, mà lúc mà giờ ra chơi mình chơi ngoài sân á, con phải qua thương chơi với em Moon nha. Nếu mà em Moon có bị té, bị đau gì con phải đợi em dậy, phải ôm em nha. Con phải chăm sóc em Moon nha. Ừ, Bon là Superman, Bon phải bảo vệ em hay chưa? Ok không? Dạ. Nhớ phải bảo vệ em Moon nha. Dạ. Ừ. Mình đi bên này. Ừ, mình đi bên này. Moon đi học ngoan nha. Mình đi học bên kia, chỗ hôm bữa mình đi đến cho chơi à. Đến chưa ta? Sắp đến rồi con ạ. Sắp đến. Sắp đến rồi. Bây giờ thì đang ở quán cà phê. Thì nãy giờ thì có làm việc ở đây và chờ quán cà phê cạnh trường em Bon em Moon. Và chờ nếu mà em Moon mà khóc quá thì cô giáo sẽ gọi Thúy lên để đón em Moon về. Tại vì thì nhớ là cái đợt Bon đi học á, mặc dù Bon không có kiểu báo mẹ quá nhiều trong cái tin này, Bon có tin giả
Nhưng mà lúc mà Thủy để em Bon ở trường xong rồi em Bon cũng khóc quá trời, cho nên là khóc cả tiếng đồng hồ luôn mà khóc rất là. Em phải nhớ là cái lúc mà Thủy lên đón Bon từ ngày đầu tiên là hai mẹ con cũng đang khóc luôn á, cảm thấy rất là xót và thương á. Nhưng mà bữa nay kiểu tâm trạng với em Bon sẽ đỡ hơn một chút xíu, tại vì mình cũng từng trải qua cảm giác đưa con đến trường rồi á. Thế lúc nãy đến trường xong mẹ Bon vào chơi, xong Bon dắt bố mẹ vào chơi cùng, xong Bon nói là xong Thủy với Yuri kêu là bây giờ phải đưa em Bon đi qua lớp của em Bon. Xong Bon kêu là thế em Bon cũng đi cùng. Nhưng mà xong rồi cô giáo kêu là nhưng mà đó là lớp của Bon thì Bon sẽ chơi cùng với bạn ở lớp đó. Xong cô giáo dẫn Bon đi chơi đồ chơi cùng. Thế là Bon ok, Bon bye bye bố mẹ đi. Thế là Thủy với Yuri đưa em Bon qua lớp của Bon, à, lớp Bon ở cạnh lớp Bon thôi. À, đưa qua thì lúc đầu Moon thấy bạn xong Moon chạy vào đòi vào chơi luôn. Thế là thì bé Moon cho vào trong chỗ. Ở lớp Moon là em bé nhỏ hơn nên em sẽ có cái ràng cái cửa bé bé thấp dưới này để em bỏ bé không trèo ra ngoài á. Thì để em Moon vào đó. Xong rồi làm việc với cô giáo cũng hỏi về vấn đề ăn uống rồi có dị ứng hay này kia các thứ. Rồi em bé có thói quen gì, thích động vật gì, thích màu gì hay là kiểu tương tự như thế. Xong thấy là Thủy vừa bỏ em Moon đó, em Moon chơi một chập xong Moon lại qua phòng bên kia. Thế lúc gặp Thủy ngó không thấy em Moon thì cô giáo bên kia kêu là em Moon ok. Ở lúc đầu đáng lẽ là phải chào em bé trước khi về để cho con biết là mình về, nhưng mà với em Moon không thể làm như thế được. Nếu mà Thủy vào chào là em Moon đi theo về luôn, hoặc là Moon sẽ khóc rất là to. Thế là Thủy với Yuri về, nhưng mà Thủy quyết định là ra quán cà phê ở gần trường cách tầm 1 cây số. Thì nếu mà em Moon có khóc hay là kiểu không chịu á, thì cô giáo sẽ gọi cho Thúy, thì Thúy sẽ quay lại đón em Moon. Nhưng mà nãy giờ thấy có vẻ cũng ok, không thấy cô gọi, nhưng mà thấy cô có gửi hình cho Moon, thấy Moon cũng chơi rất là ngoan, kiểu đang chơi nấu ăn cùng với bạn ấy, cùng với bạn cùng lứa tuổi ấy. Thì lớp của em Moon là lớp đó, dưới 1 tuổi cho đến 2 tuổi, thì em Moon đang ở trong khoảng đó. Thế là bây giờ đang chơi rất là ngoan, hy vọng không cần phải đón giữa chừng. Bây giờ đang đến giờ trưa của em Moon rồi, còn Thúy thì mình sẽ đi ăn một chút xíu xong rồi thì sẽ về nhà, tại vì chút nữa Yuri sẽ là cái người đi đón, tại vì Yuri cũng làm việc gần đến trường của con luôn thì nó sẽ tiện. Ôi à, quen với đi em ơi, cảm ơn. Trời ơi trời mưa, Yuri đón hai em đi học về. Em Vivi xinh đẹp. À, về mà không bé còn bắt người ta đi bộ giận mẹ hả? Còn thằng cái cửa nó kẹt em. Tù. Bé là mà bé người ta đi. À, bé người ta đi. Giận á, em muốn giận mẹ. Giận là vu vơ cho mẹ chưa, hôm nay đi học vui không con? Thôi ăn kem miếng miếng á. Ôi giận mẹ. Thôi đừng có giận mẹ mà, mẹ thương em mà. Mẹ thương em mà cho mẹ. Cái thao là gì? Vêu sờ! Mày đi học vui không con? Cục bịt của mẹ. Em bé ngoan của mẹ. Thấy không? Thấy em bé ngoan không? Ê cho Vivi giận mẹ hả? Anh chị ô xe đồ về à? Yeah, for me too. Really? Ô lắm hả? Giận cả bố cả mẹ hả? Cho em mua miếng coi. Ô, 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 không, hai anh em chung, gọi nó ra cho một miếng xíu xíu, mẹ xé. À, sao thế mẹ lấy cái khác cho em. Ôi thôi đừng có trông con nữa mẹ thương ha. À anh cho cắn miệng. À thế thôi con đứng dậy, không cho thôi đứng dậy. Thôi mẹ mẹ. Mẹ đi. Mẹ bé nào giận mẹ, giận nè. Thôi đừng giận nữa mẹ thương à. Giận mẹ hả? Giận gì dai thế, thôi mẹ xin nhau mà thì. Thì hôm nay em đi học mà, thôi đừng giận mẹ nữa. Em à. Em bé xinh đẹp à, thôi đừng giận mẹ nữa. Đấy. Giận mẹ à, thôi hôm nay đi học vui mà, giận gì. Thôi cho mẹ bé nữa mà. Hết giận chưa, hết giận chưa? Khi nào hết giận mới cho. Khi nào hết giận mới cho. Thôi đừng giận mẹ nữa mà, thôi xin đâu mà, đi học vui vậy còn giận gì nữa. Chứ muốn giận mẹ bọn. Bọn đi học vui không con? Đây đây, qua đây xem. Thôi đừng giận mà, mẹ chương mà, đi học vui mà đúng không? Muốn đi học vui mà đúng không?
Con cẩn thận giẫm lên tay em nha con. Không, đi ra không có giẫm tay em như thế. Tội nghiệp em, nghe em chứ em buồn, nghe em buồn thôi, con buồn hả mày bé nào? Vi Vi, thôi mình xin lỗi bạn mà. Mẹ yêu mà. Bạn đòi bố bé đi uống sữa đi ngủ con. Ngon không bố? Quậy quậy quậy. Con bao uống sữa ngon không con? Dạ. Hết rồi. Ôi giời, cái gì? Ôi giời, con uống của mẹ không? Không. Không cần hả? Lấy đi tắm đi. Em mua uống nhanh nhanh, giống anh Bon này uống hết rồi này, đi tắm này. Anh Bon siêu nhân ghê luôn á. Bon giỏi quá. Nộp. Mẹ hết rồi. Mua uống đi, vô. Giờ uống, vô là uống hết 100 nha. Vô. Con uống hết chứ, nhấp đôi vậy thì làm hết được. Ừ, Bon uống hết nãy rồi. Ừ, hết rồi. Trong trăm, uống hết. Vivi. Ôi kìa. Yeah. Con đau rồi. Kìa. Vô gì nữa. Vô. Rồi uống đi tắm đi ngủ nha. Nhưng. Nữa. Vô. Được rồi, em muốn vô nãy giờ nhấp môi không à? Chờ mẹ chút, mẹ đang uống nước mà. Con thấy mẹ đang uống cà phê không? Mẹ uống hết rồi. Mẹ đang còn nè. Cái gì phải chờ mẹ ăn uống xong nữa chứ. Mẹ còn rồi. Mẹ còn chứ. Mẹ còn chứ, đúng không? Dạ. Mẹ còn hết rồi. Mẹ còn hết rồi. Ok. Wow. Cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị đã theo dõi video. Hẹn gặp lại cả nhà vào video tiếp theo. Cả nhà hãy chia sẻ video, đăng ký kênh ủng hộ gia đình nhà Thúy, Yuri, Embon và em Bun nhé. Bye bye cả nhà.